Phúc Việt ô tô xin chào anh em, giới thiệu đến anh em mình một em xe Toyota Innova. Em này đời 2008, lên form 2013 anh em nha. Xe mang nước sơn si màu đen khá đẹp. Anh em nào lần đầu tiên xem kênh của em cho em một đăng ký kênh cũng như một like. Nhớ nhấn chuông thông báo để một khi em có ra video mới hoặc em có like chưa thì sẽ thông báo đến anh em mình nha. Bên em là Phúc Việt Auto, địa chỉ bên em là 282/7 đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại bên em là 0936 793 793 và 0979 777 893. Bên em có xe từ 5 cho đến 7 chỗ và tầm tiền từ 50 cho đến 600 triệu. Anh em nào cần một em xe che nắng che mưa thể ghé đến bên em hoặc liên hệ đến ai sau đó để được hỗ trợ tư vấn mình một em xe phù hợp với tài chính mình nhất anh em nha. Quay trở lại với em xe Toyota Innova, em này đời 2008, số sàn 2.0 anh em nha. Xe mang nước sơn si màu đen khá là đẹp luôn anh em nè. Đó, đèn anh em xem khá là sáng, lên form 2013 anh em nha. Bảng E đàng hoàng, có cảm biến lùi cho mình. 74 là mang biển Quảng Trị anh em nha. Em xem nè, xe thì ghế bọc màu đen cũng khá đẹp anh em nha. Trần thì có điều hòa trần cho mình, có này là bọc 5D khá là đẹp anh em nha. Anh em xem nè, keo chỉ nè, anh em xem gầm bệ nè, rất là chắc chắn, không một mọt, không rò rỉ nhớt anh em nha. Xe thì đang nổ máy anh em nha, máy khá êm ái luôn. Mâm thì lên mâm ga lăng đúc cho mình luôn anh em nha. Phim nhiệt về mưa lên đầy đủ cho anh em mình. Xe khá đẹp nè, rộng rãi anh em, chằng bọc 5D khá đẹp anh em nha. Tắp bi anh em xem, tắp bi cũng bọc 5D cho mình luôn nè. Xe khá đẹp luôn, xe đang nổ máy luôn anh em nha. Có lên gương tích hợp báo rẽ cho mình nè. Trang bị cho mình màn hình Android rồi nè. Số sàn em này thì 2.0, mức tiêu hao nhiên liệu em này thì 100 cây thì rơi vào khoảng 10 lít anh em nha. Trước có độ thắng đĩa cho mình luôn anh em nè, khá là xịn sò anh em nha. Xe firm nè, firm 2013 khá đẹp anh em nha. Đăng kiểm em này thì còn tới tháng 4 năm 2025, đăng kiểm cũng khá là dài nè. Em hãy mở capo anh em mình xem nè. Đang nổ máy anh em nha, máy móc nổ âm như chó thở luôn. Máy này nè, đó máy này thì bên em để mọc anh em nha. Anh em mình lên xem xe và lấy xe thì bên em sẽ châm nước thay nhớt, châm nước mát cho anh em mình. Đó, máy thì bên em bảo hành cho anh em mình là 6 tháng này. Trong thời gian bảo hành, anh em mình có lỗi trục trặc gì về móc, bên em sẽ cho thợ đến tận nhà sửa chữa cho anh em mình mà không tốn bất kỳ một chi phí nào hết anh em nha. Bao quay đầu, bao phạt bụi, bao tranh chấp cho anh em mình luôn. Nên anh em mình yên tâm, anh em mình về mình chạy tháng kia, mình muốn lên đời xe, mình muốn đổi xuống xe 5 chỗ thì quay lại bên em vẫn thu cũ đổi mới cho anh em mình yên tâm anh em nha. Em này thì chỉ có 169 củ khoai anh em nha. Anh em nào kết em xe này hãy ghé đến Phúc Việt Auto để xem xe và trải nghiệm lái thử anh em nha. Địa chỉ bên em là 282/7 đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại của em là 0936793793 và 0979777893. Bên em thì có xe từ 5 cho đến 7 chỗ và tầm tiền từ 50 cho đến 600 triệu. Anh em nào cần một em xe che nắng che mưa thải ghé đến bên em hoặc liên hệ đến ai sau đó để được hỗ trợ tư vấn mình một em xe phù hợp với tài chính mình nhất anh em nha. Số điện thoại là 0936793793 và 0979777893 anh em nha. Hoặc anh em có thể lên Google Map, anh em tìm kiếm Phúc Việt Auto đúng định vị, đúng địa chỉ bên em anh em nha. Bên em thì mở cửa các ngày trong tuần từ thứ hai đến chủ nhật, mở cửa từ lúc 9 giờ đến 5 giờ chiều. Anh em mình sắp xếp thời gian ghé đến bên em xem xe và trải nghiệm lái thử anh em nha. Anh em ghé đến bên em xem xe chưa vừa ý điểm nào bên em sẽ cho thợ cho sửa ba túc tắt lại để đến khi anh em vừa ý thì thôi anh em nha. Anh em nào lần đầu tiên xem kênh của em, cho em một đăng ký kênh cũng như một like, nhớ nhấn chuông thông báo để một khi em có ra video mới em có live stream thì sẽ thông báo đến anh em mình nha. Em xin kết thúc video của em hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo. Xin chào anh em.